Giới dân chủ nghĩ gì khi người nước ngoài đồng loạt đăng cảm ơn Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19? Mới đây, trên trang Hanoi Massive Community, cộng đồng người nước ngoài, tại Hà Nội đã đăng tải những bức ảnh với nhiều thông điệp cảm ơn gửi tới đội ngũ chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Các hình ảnh được đăng tải cùng dòng chia sẻ Việt Nam, chúng tôi yêu bạn, gửi đến tất cả các bác sĩ, y tá, quân sự, cảnh sát và tình nguyện viên lời cảm ơn các bạn vì sự hy sinh to lớn để chúng tôi được an toàn. Việt Nam cố lên! trên 26 bức ảnh là 26 thông điệp gửi lời cảm ơn đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hình ảnh do cộng đồng người nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện. Họ đến từ Mỹ, La Vita, Romania, Đức, Anh. Hiện đang là giáo viên tiếng Anh, doanh nhân, giáo viên dạy nhạc, tại Hà Nội. Ông Sên Người Mỹ viết, cảm ơn các bạn vì tinh thần làm việc bền bỉ, không biết mệt mỏi, sự hy sinh, sự tuyệt vời, Chị Elikia, người Nam Phi, giáo viên tiếng Anh, bày tỏ, nhờ có sức mạnh của các bạn mà tôi can đảm hơn rất nhiều. Tôi thật lòng biết ơn các bạn. Đây là dự án truyền thông có tên Việt Nam We Thanh Yêu Việt Nam cố lên, do anh Wayne một giáo viên người Anh đang làm việc tại Hà Nội kêu gọi mọi người thực hiện. Qua dự án, nhóm của anh Wayne muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Việt Nam hành động này của những người nước ngoài khiến cộng đồng mạng việt nam xúc động bày tỏ hưởng ứng và ghi nhận tấm lòng chân thành của họ tài khoản vũ mai loan bình luận thật là tuyệt vời tôi rất trân trọng cách bạn thể hiện tình yêu sự hài lòng lòng biết ơn của bạn đối với việt nam tham gia cùng chúng tôi để chống lại virus nhé việt nam cố lên tài khoản facebook có tên thái minh nguyễn bày tỏ đáng yêu quá cảm ơn tất cả các bạn điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào về đất nước của tôi hành động của những người nước ngoài nói trên không hiểu có khiến những kẻ tự nhận đấu tranh dân chủ cho việt nam cả trong và ngoài nước thấy xấu hổ hay không cả quá trình chính quyền người dân vật lộn chống dịch thì hành động của những kẻ tự nhận yêu nước đấu tranh dân chủ này là gì ủng hộ quyền đăng tin giả, lên án chính quyền xử lý những kẻ phao tin giả, tung ra các luận điệu vu cáo chính quyền giấu dịch, bảo vệ nhân quyền của số bệnh nhân che giấu bệnh, gây lây nhiễm trên diện rộng như ca số 17 nhằm tung ra các thuyết âm mưu, tấn công chính quyền trả thù, kẻ gây nhiễm bệnh cho quan chức. Khi chính quyền vận động người dân khai báo y tế, thì chúng tung tin rằng chính quyền thông qua công việc này để thu thập dữ liệu người dân để bán thu lời. Khi chính quyền vận động người dân quyên góp tiền chống dịch, thì chúng xuyên tạc chính quyền cưỡng đoạt tiền của dân, lừa dân tự hỏi không biết những bạn nước ngoài trên sẽ nhìn đánh giá thế nào về những kẻ mang dòng máu người việt mà thay vì ủng hộ nhà nước đoàn kết với đồng bào chống dịch bệnh thì lại phá hoại